chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 5 năm 2019. Thưa quý vị, sáng hôm qua ngày 5 tháng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật cao của 7 địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Cùng tham dự buổi gặp gỡ có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước, bộ ngành, đoàn thể Trung ương. Là năm thứ tư liên tiếp diễn đàn được tổ chức, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật cao, những người đang làm chủ công nghệ, máy móc, điều hành dây chuyền sản xuất công nghệ cao, thay thế chuyên gia nước ngoài, tích cực sáng tạo tiếp thu kinh nghiệm tiên tiến của thế giới để sản xuất thiết bị máy móc hiện đại. Trên tinh thần này, cũng như với chủ đề, công nhân kỹ thuật cao là một trong những động lực phát triển đất nước. Không chỉ có công nhân, người lao động kỹ thuật cao, mà các doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ cao và các tổ chức đào tạo công nghệ cao cũng tích cực tham gia đóng góp, hiến kế cho sự phát triển kỹ thuật cao của Việt Nam. Những trao đổi thực tế được thực hiện ngay tại diễn đàn, cụ thể đi vào từng đề xuất chính sách của công nhân lao động, nâng cao giáo dục chất lượng cao và đổi mới công nghệ. Hiện tại bây giờ ngành OAT đang thiếu những công nhân kỹ thuật cao, đang thiếu rất là nhiều. Trong khi đó, công nhân của mình làm không phải là tư duy không có, nhưng mà không được đào tạo bài bản giống như các nước. Thì hiện nay đấy, ngoài cái việc đào tạo trong nước, thì Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định là nhập 34 bộ giáo trình quốc tế. Tất cả những bộ giáo trình này nhằm đào tạo những môn học mà phù hợp nhất, hiện đại nhất của Úc và Đức nhập vào. Em nào học cái môn ở cái giáo trình này thì sẽ được công nhận trình độ quốc tế và trên cơ sở đó có thể làm việc cả trong nước và quốc tế. Mình có sự liên kết tốt giữa doanh nghiệp và đại học thì mình biết nhu cầu của doanh nghiệp là cái gì. Thì các trường đại học thì cũng có thể nghiên cứu để mở những cái ngành mới để nó phù hợp với cái xu thế công nghệ. Hiện nay chúng ta có 55 triệu công nhân và trong đó chỉ có 11 triệu công nhân là được đào tạo. Cái đào tạo đây chúng ta nói là đào tạo, nhưng mà thực chất đào tạo để mà ra làm việc được thì chắc có lẽ là còn ít hơn nữa. Như vậy chúng ta chỉ có 1/5 người đang làm việc được đào tạo, thì thử hỏi làm sao mà đáp ứng được cái yêu cầu của những cái doanh nghiệp hiện nay. Có một việc rất quan trọng, đấy là phải có các chính sách kinh tế thực sự thiết thực để các doanh nghiệp chủ động đầu tư vào làm chủ khoa học công nghệ, đầu tư vào nghiên cứu phát triển và đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực. Cụ thể đầu tiên đấy là chính sách thuế. Công nhân lao động kỹ thuật cao thường ấy là không được nghĩ đến nhiều khi thực hiện các chính sách bảo hộ lao động và hưởng các chế độ lao động độc hại. Là địa phương có số lượng doanh nghiệp lực lượng công nhân lao động tập trung đông nhất cả nước, đóng góp lớn nhất cho kinh tế đất nước, trong định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thể hiện sự quyết liệt trong xây dựng cơ chế chính sách và các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ về công tác tại các sở, ban ngành, các khu công nghệ cao thành phố. Chúng ta có cái định kỳ rà soát các cái doanh nghiệp ứng dụng cao mà tuy còn tương đối trẻ có nhu cầu, mình có chương trình tài trợ sớm cái này. Chúng tôi đã có và sẽ quyết tâm làm cái này. 2 năm vừa qua thành phố đầu tư khoa học công nghệ là hơn 300 tỷ để tạo sản phẩm mới ứng dụng và 80% cái kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng vào thực tế để động viên đội ngũ lao động kỹ thuật cao cùng với doanh nghiệp của mình tạo ra sản phẩm cuối cùng là công nghệ cao sản xuất tại Việt Nam. Thì nên chăng năm tới Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức một cái triển lãm sản phẩm công nghệ cao sản xuất tại Việt Nam để chúng ta vừa tuyên dương những người lao động công nghệ cao, tuyên dương các chủ doanh nghiệp, các giám đốc bệnh viện, các hiệu trưởng đại học đi vào lĩnh vực này và tạo cái niềm tin, mời các ngoại giao đoàn đến thăm, mời các công ty nước ngoài đến thăm để tạo cơ hội hợp tác. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, công nhân kỹ thuật cao là tài nguyên, là tài sản vốn quý của dân tộc quốc gia. Đảng, Nhà nước, Chính phủ đang có những nỗ lực cải thiện nuôi dưỡng chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Thì tôi đề nghị các địa phương của chúng ta ưu tiên đầu tư trong các đào tạo, có nghị quyết để phát triển đội ngũ công nhân lao động kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động,
tôn vinh khen thưởng công nhân lao động ở địa phương, đặc biệt có những cái phong trào sáng tạo làm lợi, kể cả vật chất và tinh thần, nhất là những thiết chế văn hóa để người công nhân có đời sống tinh thần tốt bên cạnh đời sống vật chất được cải thiện. Thủ tướng cũng khẳng định diễn đàn này đặc biệt có ý nghĩa khi Đảng, Nhà nước, Chính phủ đang nỗ lực cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, cũng như không để tụt lại phía sau con tàu cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới. Những trao đổi tại diễn đàn cũng khẳng định phát triển lực lượng công nhân lao động kỹ thuật cao phải là chuỗi mắt xích, cơ chế, chính sách từ chính phủ địa phương, nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng chất đội ngũ lao động và bản thân những cố gắng từ chính người lao động trong việc thích ứng, chủ động để trở thành người có trình độ cao là hết sức quan trọng. Đây là bước ngoặt và yêu cầu thực tế, đòi hỏi sự chung tay, góp sức, hành động, đột phá lấy doanh nghiệp và người lao động làm trung tâm, tạo tiền đề cơ sở phát triển bền vững đất nước. Cũng về nội dung này, báo Tuổi Trẻ dành 2 trang cho bài viết "Không thể đi theo con đường lao động giá rẻ". Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề, chúng ta không thể mãi chỉ phát triển đất nước dựa vào vốn lao động giá rẻ, mà phải tăng năng suất, tạo sức cạnh tranh mới cho nền kinh tế. Bộ Giáo dục Đào tạo cam kết để nâng chất lượng nguồn nhân lực trong dự thảo luật giáo dục mới sẽ tạo điều kiện học liên thông, có thể học văn hóa ngay trong trường nghề, rồi sau đó liên thông lên cao, không nhất thiết phải học hết bậc trung học phổ thông mới học nghề. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ công nhân, nhất là những bạn trẻ tuổi, phải có khát vọng hoài bão thay đổi cuộc sống, vượt qua thói quen lãng phí thời gian lướt web chơi game, thay vào đó hãy dành thời gian đọc sách và học thêm kỹ năng trau dồi tay nghề. Thời báo Kinh tế Việt Nam số ra sáng nay cũng dẫn lời đồng cảm sâu sắc với công nhân của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chúng ta đều từ đồng ruộng đi lên, cần nỗ lực thích nghi để học tập và lao động sáng tạo hiệu quả. Có nghệ tinh thì mới thân vinh. Người đứng đầu chính phủ cũng nêu rõ trách nhiệm của chính phủ là sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nhân lực, nhất là việc tập trung, đào tạo, phát triển đội ngũ công nhân, lao động, thực hành giỏi, tay nghề cao, với mục tiêu Việt Nam phải phấn đấu vươn lên, trở thành quốc gia khởi nghiệp, năng động, sáng tạo, là điểm đến tin cậy của các tập đoàn lớn công nghệ cao. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành, địa phương, chủ doanh nghiệp quan tâm đến 4 vấn đề thiết yếu của công nhân, gồm lương và thu nhập, đảm bảo nhu cầu tối thiểu, nhà ở xã hội cho công nhân, môi trường làm việc học tập, chỗ học tập và vui chơi cho con em của công nhân. Chiều hôm qua ngày 5 tháng 5, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm báo chí đầu tiên của cả nước thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ liên quan đến các hoạt động báo chí, đã chính thức đi vào hoạt động sau 18 tháng triển khai thực hiện. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tọa lạc tại tòa nhà 255 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, trung tâm báo chí là cầu nối quan trọng giữa báo chí với lãnh đạo và các sở ban ngành thành phố. Đây cũng chính là môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp cho các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài. Qua đó tạo điều kiện phục vụ tốt nhất, thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí của thành phố, trung ương, các báo chí địa phương và đại diện các cơ quan báo chí quốc tế thường trú trên địa bàn thành phố. Việc xây dựng một trung tâm báo chí hiện đại như thành phố đang làm hôm nay là một bước tiến cần thiết cho sự phát triển của báo chí thành phố nói riêng và báo chí Việt Nam nói chung. Thành phố là địa phương đầu tiên của cả nước có cơ quan chuyên trách về báo chí, giúp cho các cơ quan chức năng cung cấp định hướng thông tin về các vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm, đồng thời giúp cho các nhà báo có cơ sở pháp lý để tiếp cận nguồn thông tin chính thống, chính xác và nhanh nhất của thành phố. Trung tâm báo chí thành phố cũng sẽ là đầu mối kết nối giữa lãnh đạo các cấp của thành phố và các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác về các hoạt động của thành phố trên những lĩnh vực đến các cơ quan báo chí. Ngoài ra, nơi đây còn là nơi hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ lãnh đạo, các cơ quan xuất bản, báo chí, biên tập viên, phóng viên, cán bộ kỹ thuật. Trung tâm còn là nơi tiếp nhận, xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu để phục vụ việc cung cấp thông tin các cơ quan báo chí trong và ngoài nước. Bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên đó, chúng tôi cũng sẽ mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ
truyền thông ngắn hạn và trung hạn cho các đối tượng có nhu cầu để nâng cao kỹ năng truyền thông trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay. Trong giai đoạn 1, Trung tâm Báo chí sẽ tích hợp thông tin dữ liệu từ các sở ngành đang có và xác định tầm nhìn đến năm 2025, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển thành một trung tâm báo chí truyền thông đa phương tiện, đủ khả năng phục vụ nhiều sự kiện quan trọng mang tầm quốc gia và quốc tế. Cũng trong chiều nay, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Báo chí Thành phố. Tăng trưởng tín dụng 4 tháng đầu năm 2019 có chiều hướng chậm lại như giai đoạn trước năm 2017. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tính đến ngày 17 tháng 4 năm 2019, tăng trưởng tín dụng ở mức 3,23% so với đầu năm. Năm 2018, tính đến hết 4 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng đạt 5%, tương đương với 4 tháng đầu năm 2017, trong khi cùng kỳ các năm trước chỉ khoảng 3,5%. Với tốc độ trên, tăng trưởng tín dụng những tháng đầu năm nay có chiều hướng chậm lại rõ rệt và với định hướng tăng trưởng chung cả năm khoảng 14% như Ngân hàng Nhà nước đưa ra đầu năm, nhiều khả năng tăng trưởng tín dụng có thể dồn lại những tháng cuối năm, diễn biến cũng thường thể hiện ở những năm trước đây. Nếu như trước đây, ngư dân có thể ra khơi khai thác hải sản vào bất cứ thời gian nào chỉ với việc trình báo qua các trạm kiểm soát biên phòng, nhưng kể từ khi một số địa phương áp dụng mẫu sổ danh bạ thuyền viên mới, thì ngư dân phải được một cơ quan nữa cấp phép mới được ra khơi. Thực trạng này đang gây ra không ít khó khăn cho các hoạt động khai thác hải sản của ngư dân. Mặc dù đã lấy đủ xăng dầu, nước đá, lương thực thực phẩm, nhưng những con tàu này vẫn chưa thể ra khơi đánh bắt theo giờ dự kiến. Theo các chủ phương tiện, từ khi mẫu sổ danh bạ thuyền viên thay đổi đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đánh bắt của họ. Sổ cũ là tôi em chỉ có ra tạm biên phòng, xuất cái là xong là ra chạy, buổi nào cũng được hết. Đấy chứ có ngồi chờ anh em cả đoàn tàu rồi chờ. Cái sổ mới là không có cái chỗ để biên phòng họ chứng nhận, mà chỉ có là rời cảng và cập cảng. Thì chúng tôi là lên tin báo cho cảng, nhưng mà cái thủ tục để chúng tôi là xuất bến là cho nó đúng cái thời gian thì nó chậm trễ quá. Như văn phòng họ trực 24/24 à, con số vô chạm với họ đóng luôn, còn đi về ngồi đợi đây nữa, không biết sao mà sợ cả. Hết một ngày biển là nói chung là một ngày biển là cũng thiệt hại không nhiều. Qua khảo sát tại cảng cá Thọ Quang, không phải tất cả các tàu phải được ban quản lý cảng cá cấp phép mới được ra khơi, mà chỉ có ngư dân của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phải thực hiện việc này. Không chỉ ngư dân gặp khó, việc thay đổi các nội dung trong sổ danh bạ thuyền viên cũng gây khó khăn cho cơ quan cấp phép. Ngày thứ Bảy, Chủ nhật, rồi cũng ngày lễ, chúng tôi phải bố trí người và kể cả con giáo. Bởi vì con giáo đó là khi ký thì phải có con giáo hành chính nó quản lý. Cho nên cái việc này thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức làm. Tuy nhiên như biên phòng thì họ là con giáo túc trực 24/24. Thì có thể là khi mà xác nhận họ cũng đã có giáo bên cạnh. Điều đáng nói, sau khi được ban quản lý cảng cá cấp phép rời cảng, người dân tiếp tục phải trình sổ danh bạ thuyền viên và các giấy tờ liên quan cho các trạm kiểm soát biên phòng kiểm tra theo quy định. Điều này cho thấy việc thay đổi các nội dung trong sổ danh bạ thuyền viên còn nhiều bất cập khi ngư dân phải qua hai lần cấp phép tương tự nhau mới được ra khơi. Từ năm 2015 đến nay, lượng khách du lịch đến với Hà Giang mỗi năm tăng 10%. Tính riêng trong năm 2018, lượng khách du lịch đến với Hà Giang đạt trên 1 triệu lượt người. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt gần 1.000 tỷ đồng. Một trong những lý do khiến ngành du lịch Hà Giang khởi sắc là việc công nhận và tái công nhận công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao Nguyên Đá Đồng Văn. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, tính riêng 3 tháng đầu năm nay, lượng khách du lịch đến với Hà Giang đạt gần 300.000 lượt, trong đó du khách quốc tế bình quân mỗi năm gần 300.000 lượt người. Thu nhập từ du lịch của Hà Giang đạt gần 1.000 tỷ đồng trong năm 2018. Du lịch nó phát triển đã giúp cho đồng bào có nhiều những cái cơ hội để mà tăng thêm cái thu nhập một cách rất là bền vững. Thông qua cái mảnh nương của mình, mảnh ruộng của mình, rồi chính các cái ngôi nhà của mình để mà phục vụ cho các cái du khách. Cái việc được công nhận là công viên địa chất toàn cầu thành viên của UNESCO ấy, thì đem lại cái thuận lợi rất là lớn, nó đã thúc đẩy cái du lịch phát triển.
việc cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO tái công nhận công viên địa chất toàn cầu UNESCO lần thứ hai không chỉ giúp bảo tồn những giá trị địa chất, địa mạo, cảnh quan thiên nhiên mà còn giúp người dân nâng cao nhận thức, bảo tồn những nét văn hóa truyền thống. Thì từ khi cái Hà Giang được công nhận cái cao nguyên đá của bốn huyện như Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc là trong cái chuỗi công viên thứ 72 đấy, thì là khách du lịch càng ngày càng biết đến nhiều hơn. Từ một vùng núi đá khắc nghiệt, thiếu đất, thiếu nước để phát triển kinh tế nông nghiệp, việc thúc đẩy phát triển du lịch đã giúp đồng bào các dân tộc vùng cao Hà Giang có thêm được sinh kế thông qua các hoạt động du lịch, từng bước nâng cao đời sống, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội tại vùng núi cao của Hà Giang. Từ năm 2016 đến nay, câu lạc bộ Thắp Sáng Niềm Tin và câu lạc bộ Tình Thương và Trách Nhiệm thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh được xem là điểm tựa bền vững cho những gia đình nghèo khó, gia đình neo đơn trên địa bàn. Với những đóng góp không ngừng trong công tác chăm lo an sinh xã hội, câu lạc bộ đã được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố và được tuyên dương những gương thầm lặng mà cao cả năm 2018. Trong bản tin sáng nay, chúng tôi xin được giới thiệu mô hình hoạt động và những giá trị lan tỏa trong cuộc sống mà câu lạc bộ đã mang lại. Không khí sôi nổi hào hứng của một buổi tuyên truyền phát động nói không với rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn tại phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Thành viên chính của buổi tuyên truyền này là các chị em phụ nữ thuộc hai câu lạc bộ Thắp Sáng Niềm Tin, Tình Thương và Trách Nhiệm với mong muốn thay đổi nhận thức, thói quen tích cực về phân loại rác và bảo vệ môi trường cho mỗi người dân trên địa bàn. Phụ nữ vẫn là những người chủ đạo trong gia đình, thì chúng ta phải chủ động để mình hướng dẫn con cháu trong gia đình trước để cho các cháu hiểu được đâu là rác độc hại và phải giải thích thêm cho các em hiểu được và từ trong gia đình chúng ta đến ngoài xã hội. Không phải là đến bây giờ mà ngay từ cái thời mà phát động cái phong trào thi đua mà xây dựng 15 phút vì thành phố văn minh sạch đẹp á, thì bọn tôi cũng đã như thế là tổ chức những cái tổ phụ nữ không rác, và những cái tổ phụ nữ này thì là hoạt động coi như là thường xuyên, ví dụ như một ngày là không phải là một lần mà có khi 2-3 lần, coi như thấy dơ là quét. Hiện hai câu lạc bộ có khoảng gần 100 thành viên, tuy không hoàn toàn là những người có khả năng về kinh tế, nhưng mỗi thành viên đều tự nguyện tiết kiệm những khoản tiền nhỏ từ sinh hoạt hàng ngày hay trích một phần tiền lương hưu để đóng góp xây dựng quỹ hoạt động của hai câu lạc bộ với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực. Và việc duy trì hoạt động của bếp cơm tình thương trong 4 năm qua là một ví dụ cụ thể. Tháng cô nhận được 4 phần cơm, giúp cho những người già neo đơn hay là những người già có hoàn cảnh khó khăn ăn cơm cho đỡ dạ qua ngày. Do cái lòng nghĩa là thương những người khó khăn, những người cơ nhỡ, những người già neo đơn, coi như mỗi tháng mỗi người 500-300 để mà tạo thành một cái câu lạc bộ, và những cái phần quà hàng tháng hàng quý phát cho những gia đình khó khăn, mỗi tháng phát cơm 4 ngày. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, nhưng đóng góp thầm lặng của câu lạc bộ đã giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt chính sách giảm nghèo tại địa phương. Như là gạo, rồi mì ăn, rồi nước mắm, dầu ăn, rồi bột ngọt, rồi đường, rồi hạt nêm, rồi nói chung thì nó ít, nhưng mà cái lúc khó khăn thì tụi em cũng đỡ lắm. Một miếng cái đói bằng một gói cái no mà. Rồi đó, trong những cái khoản tiền học bổng một đồ cũng lắp đổi cho giúp cho ba mẹ con em cũng chống đối để sống qua ngày, thì cũng cho xe đạp xe đồ để bé hai bé cũng để tự túc đi học, những lực cũng đỡ cho em rất là nhiều. Câu lạc bộ Thắp Sáng Niềm Tin như vậy đó là làm cho những cái người mà khó khăn, người ta cảm thấy rằng có một cái sự ấm áp, cái sự chia sẻ giang tay từ phía cộng đồng. Còn cái câu lạc bộ mà Tình Thương và Trách Nhiệm thì đó là một cái ý nghĩa của những người khác có cái điều kiện, họ sẽ có trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với những người khó khăn, và với những cái người mà khó khăn họ cũng sẽ có trách nhiệm làm sao để khi mà thấy có cái sự giang tay như vậy, có trách nhiệm vươn lên để mà vượt qua cái cuộc sống khó khăn đó. Đó thì cái trách nhiệm giữa hai bên, giữa người khá và người khó sẽ có một cái sự cộng hưởng với nhau để làm nên cái sự phát triển của địa phương. Bản tin buổi sáng tiếp tục với chuyên mục điểm báo.
Thanh toán điện tử chậm phát triển là tiêu đề bài viết đáng chú ý trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Mặc dù chính phủ đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt, nhưng thực tế năm 2018, trong 8 tỷ đô la Mỹ giá trị giao dịch thương mại điện tử, chỉ có 3-5% thanh toán không dùng tiền mặt. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho rằng rào cản lớn nhất là do thói quen của người tiêu dùng, trong khi đó doanh nghiệp thì ngại phí giao dịch và sự thiếu đồng bộ từ hệ thống các ngân hàng. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đề nghị chính phủ cần có cổng xác thực thông tin và dữ liệu mở để các ngân hàng khai thác, tăng các biện pháp bảo mật, cải tiến các phần mềm thanh toán. Ngoài ra, các nghiệp vụ phải được hoàn thành trong thời gian 3 phút, ứng dụng phải đáp lại yêu cầu trong thời gian 1 giây và không có sự can thiệp của con người. Một nội dung khác cũng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Bài toán phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thành một trung tâm kinh tế của khu vực đã đặt ra từ lâu, nhưng đến nay sự phát triển hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa đáp ứng. Trước thềm hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam diễn ra hôm nay ngày 6 tháng 5 tại Đồng Nai, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng ưu tiên hệ thống logistics. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là trung tâm giao dịch, phân phối hàng hóa, cửa ngõ xuất khẩu hàng hóa. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm đầu tàu kết nối các địa phương và giao thương quốc tế. Song song đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đầu mối thông tin trên thị trường hàng hóa, dịch vụ, hỗ trợ về khoa học công nghệ, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. Và cuối cùng, thành phố Hồ Chí Minh làm trung tâm huy động hỗ trợ các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh của vùng thông qua thị trường tài chính, chứng khoán. Thưa quý vị, ở nước ta với tình hình người say xỉn vi phạm giao thông hiện nay, chúng ta có thể ngăn ngừa bằng việc bổ sung thêm một số dấu hiệu định tội trong cấu thành tội phạm cơ bản của Điều 260 Bộ Luật Hình sự hiện hành đã bị xử phạt hành chính mà còn tiếp tục vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh các dấu hiệu có sẵn như gây hậu quả gây chết người hay thương tật 61% trở lên. Bên cạnh đó, cần có những hướng dẫn cụ thể để xem xét những hành vi nào thuộc trường hợp nào có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả để xử lý theo khoản 4 của điều luật, bởi lẽ thực tế chưa có người vi phạm nào bị xử lý hình sự theo khoản 4. Đã đến lúc chúng ta cần phải tăng mức xử phạt và thời gian tước giấy phép lái xe có thể lên đến 24 tháng để ngăn ngừa những đau thương có thể xảy ra bất ngờ cho bao người, bao gia đình, thì ý thức đã say rượu không lái xe phải luôn ở trong tâm trí của người dân là điều quan trọng nhất. Công báo thành phố xuất bản vào ngày 1 tháng 5 năm 2019 gồm hai số công báo 34 và 35, gồm 6 văn bản của thành phố. 6 văn bản do thành phố ban hành gồm các quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Bãi bỏ quyết định 174/2004 trên QĐ-UP ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân thành phố về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội. Quyết định ban hành quy trình thí điểm về cơ chế phối hợp giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp. Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố năm 2019. Kế hoạch triển khai nghị quyết số 02 trên NQCP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Và quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai ISO năm 2019. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo cũng trong khung giờ từ 6 giờ đến 6 giờ 30 trên kênh HTV9. Kính chào tạm biệt.